Rồi, cho nên mình xuống đây nếu nước dừa từ đây mà tắm biển thì kia. Cái này sao giống bên Long Hải quá. Còn vẫn còn thiên nhiên. Bãi đẹp đây đó hả? Men. Bãi đẹp gì đâu gì. Đi xe này ra đây 200k. Mỗi cây số là 20.000. Ra đây là 20 km. Đây rất nhiều thủy hải sản. Nhìn là muốn thả hết xuống biển luôn á. Nhưng mà điều kiện không cho phép, không phải YouTuber nổi tiếng theo kiểu kiếm tiền được nhiều. Có cá mập luôn nè. Đây, các bạn phải nhấn đăng ký ủng hộ kênh tôi nhiều không? Ủa cá nhám này nhiêu con anh? 1 ký nhiêu chị? 1 ký. Con này 3 ký mốt. Gì hả? Mắc lắm. Thả không được. Mấy đứa YouTuber trên mạng làm clip câu view mọi người coi quá trời luôn. Ủng hộ tôi luôn, tôi thả cá tươi rồi. Ủng hộ mấy gì không. Đó là ý trời, đó là lý do mà không cứu được. Không ai ủng hộ sao cứu. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao biển này dơ vậy? Bãi này dơ quá mọi người ơi. Nó xả rác nè. Trời, mình ở trong khu resort nó đẹp biết bao nhiêu. Ra đây chứng kiến cảnh người ta xả rác khủng khiếp quá. Trời ơi, biển này mới đây mà như vậy rồi, sau này sao nữa đây. Chích queo queo queo. Cảnh này rất là đẹp nha. Nhưng mà bãi biển đang dơ do mọi người bắt đầu xả rác. Đây là những người dân của tôi, họ là những người sống rất là ý thức, giữ gìn vệ sinh thân thể rất là sạch sẽ, ăn mặc rất là đẹp đẽ, tiền thì đầy túi, nhưng xả rác thì rất là dữ dội.